Thưa quý vị, ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol lại tiếp tục nóng trong thời gian gần đây. Khi trong tuần vừa qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các ca ngộ độc rượu. Mới đây nhất là chùm ca ngộ độc tại Hà Nội, một người tử vong, bốn người nhập viện sau khi uống rượu ngâm táo mèo tại buổi đám cưới. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy nồng độ methanol là 34% và ethanol chỉ 14,4%. Theo đó, 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, có người bị giảm thị lực, nhiễm toàn chuyển hóa rất nặng, nồng độ methanol trong máu rất cao. Loại rượu ngâm táo mèo các nạn nhân uống được mua từ một người ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống trong đám cưới cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 34%, trong khi ethanol chỉ là 14,4%. Loại rượu các nạn nhân uống là rượu dởm được pha với cồn công nghiệp methanol. Điều các bác sĩ lo ngại là có thể có nhiều người khác trong đám cưới bị ngộ độc, chưa có các biểu hiện cụ thể ra bên ngoài nhưng đã bị tổn thương ngầm phía trong. Đặc biệt, các bệnh nhân có thể uống nhiều loại rượu, rượu thông thường cạnh tranh với methanol, làm quá trình chuyển hóa methanol chậm hơn. Các biểu hiện ngộ độc methanol sẽ chậm hơn so với khi chỉ uống riêng rượu methanol. Tuy nhiên, ethanol chỉ tạm thời methanol, chỉ cần qua đêm, methanol sẽ chuyển hóa thành chất độc. Vì thế nhiều người chủ quan nghĩ không sao, không đi kiểm tra, xong bỗng dưng một ngày thấy bị bệnh về mắt đột quỵ mà không hề biết rằng do ngộ độc rượu methanol từ mấy ngày trước. Methanol thì rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí còn có vị ngọt và dễ uống hơn. Khi mà mới uống thì bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên rất dễ bị nhầm lẫn. Vâng và theo thống kê của Bộ Y tế, nguyên nhân các vụ ngộ độc từ rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm khoảng 42% và rượu ngâm cây thuốc chiếm khoảng 36%. Rượu ngâm động vật và phủ tạng như là ong đất, tắc kè, mật động vật các loại khoảng 10%. Không chỉ cồn công nghiệp methanol, uống rượu thông thường nếu cũng lạm dụng có thể sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua khu vực thành phố Hà Nội không có mưa lớn nhưng nước lũ vẫn tiếp tục tràn qua đê của sông Bùi thuộc huyện Trương Mỹ Hà Nội, khiến cho nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm và nhà dân chìm trong biển nước. Và theo ghi nhận của phóng viên chào buổi tối trong ngày hôm nay, thì tình hình ngập lụt vẫn hết sức nghiêm trọng khi có chỗ ngập sâu đến tận 2 m Và rõ ràng việc đi lại sinh hoạt của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn và giao trụ. Vâng ạ, thậm chí theo kinh nghiệm của người dân và chính quyền địa phương, ở trong điều kiện thời tiết bất lợi hiện nay thì người dân ở một số thôn của xã Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ có thể sẽ phải chịu cảnh ngập lụt trong cả tháng trời. Mưa lũ đã làm 851 m chiều dài kênh mương tại huyện Trương Mỹ bị hư hỏng. 6.325m đoạn đê bị ngập ảnh hưởng tới người dân thuộc địa bàn 12 xã. Nhiều người dân tại đây cho biết nước lũ dâng cao khiến ngôi nhà của hàng trăm hộ gia đình đã bị ngập gần bằng trận lũ lịch sử ở Hà Nội vào năm 2008. Nhiều hộ dân đã trèo thuyền tới các bồn nước sạch được lắp đặt để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nước đóng bình, mì tôm cũng được nhiều cơ quan đoàn thể và những nhà hảo tâm cấp phát. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nam Phương Tiến, đợt mưa lớn xuất hiện trên địa bàn từ ngày 24 tháng 7 và diễn biến thời tiết vô cùng phức tạp so với những năm trước. Chỉ sau một trận mưa đã tràn đê và với mực nước lên tới 7,42m, tràn trên 1m so với đê bùi 2, thuộc đê bao địa bàn xã Nam Phương Tiến. Mưa lớn khiến 3 thôn Nam Hải, Hạnh Bồ, Nhân Lý và một xóm thuộc thôn Hạnh Côn bị cô lập 100%, với số hộ là 789 hộ và 3.700 nhân khẩu. Nước cũng rút chậm nên theo đánh giá của chính quyền địa phương, người dân ở các thôn nằm trong vùng trũng thấp có thể phải chịu cảnh ngập lụt trong khoảng thời gian từ 35 đến 40 ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay 30 tháng 7, ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và khu vực Quảng Ninh Hải Phòng có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vâng và đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh thì có mưa lớn kéo dài đã gây ra hiện tượng ngập úng sạt lở tại một số khu vực và rất may thì không có thiệt hại về người. Cụ thể trên địa bàn thành phố Hạ Long xảy ra ngập úng tại một số tuyến phố và nhà của các hộ dân tại các phường Bãi Cháy, Hồng Hải, Hoành Bồ, Trần Hưng Đạo, Tiết Kiêu, Hà Tu, Hà Trung, Bạch Đằng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, ngay trong đêm ngày 29 và sáng ngày 30 tháng 7 thành phố Hạ Long cùng với các phường xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phương án ứng phó với các tình huống mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn. Đối với khu vực ngập úng, các lực lượng đã bố trí lực lượng thường trực để thường xuyên thu gom rác để nhằm khơi thông dòng chảy, vận hành trạm bơm. Đặc biệt mưa lớn đã khiến cho kè mái ta luy của đường Đặng Bá Hát thuộc tổ 13 khu 1, phường Hồng Gai. Đây là đường dẫn lên cầu bãi cháy bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng và đất đá thì đổ xuống lòng đường gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại. Lực lượng chức năng thành phố Hoàng Long đã nhanh chóng dựng rào chắn để cấm đường, hướng dẫn các phương tiện đi đường khác nhằm tránh nguy hiểm, đồng thời triển khai nhanh chóng các biện pháp xử lý sạt lở. Thưa quý vị, 7 giờ chiều nay hệ thống xét tuyển đã tự động đóng hết hạn việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024. Và tính đến thời điểm này thì đã có hơn 700.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và con số này đã tăng khoảng 60.000 so với tổng số thí kinh, thí sinh đã đăng ký vào năm 2023. Theo Bộ dục và đào tạo, tất cả thí sinh đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Theo kế hoạch sau khi cổng đăng ký của Bộ dục và đào tạo đóng lại, thí sinh không được phép chỉnh sửa nguyện vọng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đăng ký xét tuyển, các trường đại học đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký một số trường đã có dự báo điểm chuẩn trúng tuyển và tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào trường đại học được xử lý trên hệ thống. Và nếu trúng tuyển thì mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đăng ký. Và cũng theo kế hoạch thông báo thì ngày 19 tháng 8 các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Và trước 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 hệ thống này. Vâng, và từ tháng 9 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Thưa quý vị, Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhà trọ thì phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu là 5 m2 một người, hẻm rộng 4 m và cách đường chính không quá 100 m và có lối thoát nạn. Theo đó thì Sở xây dựng đề xuất là các cái công trình không đảm bảo về diện tích tối thiểu và vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy thì sẽ buộc phải dừng hoạt động. À, tuy nhiên thì nhiều dãy nhà trọ cho người lao động mà chúng tôi ghi nhận đều có diện tích nhỏ, khó có thể đáp ứng được các yêu cầu như trên. Cụ thể điểm chung của các khu này là đều có diện tích nhỏ, từ 6 đến 15 mét vuông, lối vào hẹp khoảng 1 m đủ một người và xe máy lưu thông, không thể quay đầu xe. Hiện nhiều công nhân sinh viên đang thuê trọ trong những căn phòng chật hẹp vài mét vuông ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Xây dựng, toàn thành phố có khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh. Sau khi đối chiếu sơ bộ các tiêu chí của đề án, có khoảng 12.800 nhà trọ, chiếm tỷ lệ 21%, không đủ điều kiện an toàn để tiếp tục hoạt động. Trong đó khoảng 4.600 công trình chưa đáp ứng các tiêu chí về diện tích sàn bình quân tối thiểu và 8.200 công trình chưa đáp ứng tiêu chí về phòng cháy chữa cháy. Theo Sở Xây dựng, các nhà trọ này phải thực hiện việc chuyển đổi để đạt tiêu chuẩn quy định tối thiểu nếu muốn tiếp tục hoạt động. Liên quan đến tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao, Công an Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 76 vụ, chiếm 60,8% tổng số vụ lừa đảo và tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325 tỷ đồng. Trong đó thì có đáng chú ý là vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương. Khi còn làm chủ tịch của huyện Nhân Trạch, trình báo đã bị một nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào và bị lừa hơn 170 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết kẻ chủ biêu người nước ngoài sống ở Campuchia đã mua căn cước công dân để lập 109 tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi lừa đảo này. Thủ đoạn nhóm tội phạm thực hiện là giả danh phó giám đốc công an tỉnh gọi điện hù dọa bà Nguyễn Thị Giang Hương. Do không có số tiền lớn, bà này đã phải huy động tài chính từ người thân bạn bè. Tuy nhiên chỉ trong vòng vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản rút 171 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã phát hiện có 12 người ở Việt Nam làm căn cước công dân giả để bán cho nhóm lừa đảo này nên đã khởi tố bắt tạm giam 10 người về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Do tính chất phức tạp của vụ án liên quan đến nhiều người nước ngoài nên công an Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các tỉnh thành để làm rõ. Hiện tại thì bà Giang Hương đã bị cách chức chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức phó bí thư huyện ủy do không trung thực khi kê khai tài sản và thu nhập.